triển tọa lạc tại đường ven biển, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Novaland vẫn luôn đảm bảo tiến độ thi công, chia nhiều ca xây dựng ngày lẫn đêm song hành, cùng tiến độ cao tốc Dầu Dây - Phan Thiết dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2022. Và sân bay Phan Thiết đưa du lịch Phan Thiết phát huy đúng thế mạnh du lịch biển. Sau bao nhiêu năm thiếu đi tính kết nối, vùng chưa có sân bay cao tốc và đi vào hoạt động vui chơi giải trí để thu hút khách du lịch. Hạ tầng Nova Phan Thiết được thay đổi từng ngày. Đầu tiên, đó là khách sạn Mövenpick, là thương hiệu khách sạn của tập đoàn Accor, tập đoàn kinh doanh khách sạn lớn thứ ba thế giới và lớn nhất ở châu Âu. Khách sạn này được thiết kế 10 tầng và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2022. Khách sạn nổi bật với chiếc thuyền Caribe bí ẩn và bao gồm 248 phòng với 2 nhà hàng, một khu vực phục vụ khách sạn cao cấp, dịch vụ chăm sóc sức khỏe như spa, bể bơi, phòng tập yoga. Khu vực thứ hai là công viên biển Bikini 16 hectare với khu thể thao nước và bãi biển siêu hoành tráng đã chào đón khách hàng tham quan. Nhiều hạng mục như là khu cổng chào, các biểu tượng khổng lồ, khu thể thao ngoài trời đã được bố trí ở khu quảng trường biển. Nhà hàng Âu Lạc Đô mang phong cách ẩm thực Brazil đang được hoàn thiện. Khu công viên giải trí kiểu Mỹ Scotland 1,5 hectare đang được thi công, dự kiến đón khách hàng tham quan vào trước Tết năm 2022. Và sắp tới đây, thương hiệu Fin Beach Club nổi tiếng ở Bali sẽ có mặt tại đây để vận hành khu công viên này. Khi đó, thì những hoạt động thể thao mạo hiểm, lướt ván, chèo thuyền, tiệc đêm với những sự kiện giải trí ẩm thực nghệ thuật được tổ chức liên tục sẽ biến nơi đây thành một bãi biển náo nhiệt, sôi động bậc nhất thành phố Phan Thiết. Khi đến vùng chào dự án, ngoài sa bàn của dự án, quý khách sẽ được thoải mái phục vụ cà phê, đồ uống và nghe tư vấn viên về những dự án tại Nova. Đến với phân khu đầu tiên, 115 Can Shop House Festival Street, phân khu sở hữu cho mình phố đi bộ đầu tiên tại Phan Thiết. Và đồng thời, khu Shop House cũng đã vận hành nhiều căn như Lotteria, Saigon Casa, Trà Sữa Sinh Phu Tang, The Face Shop. Toàn khu cũng được bàn giao vào năm 2021 và đưa vào vận hành bổ sung thêm các thương hiệu nhiều năm chinh phục người tiêu dùng như là Hotbox Story, Sunwashu, nhằm tạo giá trị và nâng tầm cải thiện trải nghiệm cho khách hàng. Điểm mạnh của phân khu này là một phần các khách hàng đã mua có cam kết thuê tại đây 5 năm từ công ty do đơn vị Nova F&B và rồi theo vận hành sẽ đảm bảo vận hành tuyến phố xuyên suốt, làm cho dự án luôn sáng đèn, khai thác được cả ngày lẫn đêm một cách sôi động, cung cấp các sản phẩm chất lượng cho du khách tới tham quan du lịch. Tiếp đến là phân khu Boutique Hotel Nova World, là phân khúc sản phẩm tiên phong mới, tạo nên những xu hướng mới lạ tại thị trường bất động sản Phan Thiết. Nơi đây sở hữu cho mình một đường bờ biển tuyệt đẹp với hơn 300 ngày nắng trên năm. Điều này sẽ tạo nên những điều kiện hấp dẫn để thu hút khách du lịch đến đây trong mọi thời điểm. Cách biển khoảng 1 km, cũng như công ty đã bán được 2/3 sản phẩm về tính linh hoạt và đa công năng của nó, với hai loại diện tích ngang 7x23 và 9x23 mặt tiền rộng rãi. Phân khu thứ ba là một cảm hứng thiết kế từ miền Tây nước Mỹ đa sắc màu, ngay tại thành phố Phan Thiết. Có 3 loại sản phẩm chủ đạo. Thứ nhất là biệt thự đơn lập 10x20, thứ hai là biệt thự song lập diện tích 8x20m, 10x20m, và nhà phố với diện tích 5x20m và 6x20m. Kế bên khu Florida 1 là khu công viên giải trí Ocean Kingdom do tập đoàn Samsung vận hành, hứa hẹn đem lại nhiều trải nghiệm mới lạ cho du khách. Giai đoạn 1, khu công viên nước đã được triển khai, dự kiến tháng 2 năm 2022 sẽ chính thức đón khách hàng tham quan. Khu công viên nước này là một trong những vương quốc dưới lòng đại dương ngay tại Nova. Những căn biệt thự giới hạn tọa lạc tại vị trí cao 70-80m so với mực nước biển, hướng nhìn bao quát toàn biển Phan Thiết, kéo dài đến tận đường chân trời, ngắm nhìn khu công viên giải trí Ocean lớn nhất Phan Thiết 25 hectare và mảng xanh lên đến 20.000m2, chính là phân khu Waikiki, được lấy tên theo tuyến phố sầm uất tại Hawaii. Nhờ có một địa hình chuyển đổi mà Waikiki được thiết kế với 4 dãy nhà nhiều ruộng bậc thang ở Tây Bắc với số lượng khan hiếm chỉ tầm khoảng 270 sản phẩm,
thiết kế Waikiki Novaland dựa theo phong cách độc bản cao độ, tối ưu hóa những tầm nhìn bốn phía của căn nhà, mang đến những giá trị khác biệt. Phân khu đã bán được 1/2 sản phẩm ở trong đợt dịch, với sản phẩm chính là biệt thự song lập. Tiếp theo là PGA Golf Villa, là phân kỳ mới của khu đô thị biển, du lịch, sức khỏe của dự án Nova Phan Thiết, với quy mô lên đến 1.000 hectare. Nova hợp tác với IMG, một tập đoàn toàn cầu về thể thao thời trang sự kiện và truyền thông để tổ chức các giải đấu quốc tế. Với sự tham gia của những vận động viên nổi tiếng, cụm sân cốc này sẽ tổ chức nhiều giải đấu chuyên nghiệp hàng năm, quy tụ những golfer lừng danh. Theo thống kê ở khu vực miền Nam, lượng khách chơi golf trung bình một ngày từ 200 đến 300 lượt và đông hơn vào cuối tuần nếu như mỗi giải đấu kéo dài hàng tuần. Đây là cụm sân golf độc quyền đầu tiên tại Việt Nam, nơi duy nhất được tổ chức các giải đấu PGA trong hệ thống của Hiệp hội Golf chuyên nghiệp Mỹ. Quy hoạch bài bản trên cả bình diện nghỉ dưỡng tại sân golf PGA Garden 89 hecta này. Nova mang đến cơ hội sở hữu biệt thự trong lòng sân golf với số lượng giới hạn chỉ khoảng 700 sản phẩm, với các diện tích ngang 7m và 7,5m. Những căn biệt thự mang thiết kế hiện đại, vách kính lớn, tầm nhìn rộng mở phòng khách, luôn tận dụng được tối đa ánh sáng tự nhiên, đem đến cho anh chị cảm giác kết nối liền mạch với hướng nhìn 360 độ ra sân góc và biển Phan Thiết. Và sẽ còn những sản phẩm villa với diện tích lớn hơn sẽ mở bán vào đợt tới. Ở ngay vị trí ngã ba giao thông giữa đại lộ Danh Vọng và đường ven biển, công ty mở bán khoảng 100 sản phẩm thương mại Santa Monica. Với cảm hứng kiến trúc nằm giữa Đại Tây Dương, pha trộn kiến trúc Địa Trung Hải với những mái nhà giật cấp, tiền sảnh là mái vòm cong nhẹ. Trên địa thế đất cao, lên lưng chừng đồi là nơi giao thoa giữa ba quảng trường biểu diễn, quảng trường hướng đồi, quảng trường hướng biển. Nhiều mô hình thương mại dịch vụ từ shop house, thời trang, bán quà lưu niệm, đặc sản địa phương, nhà hàng cùng khu chợ 34 quảng trường tạo nên một hệ sinh thái sinh động và đa dạng hai dòng sản phẩm là shop house và shop ten. Với điểm nhấn là khu chợ 34 sầm uất, quảng trường trung tâm giao hòa giữa thiên nhiên tuyến phố mua sắm, nắm nhiệt cả ngày lẫn đêm, nhà hàng biển cà phê đồi ngắm trọn Santa Monica. Và để biết thêm thông tin chi tiết về dự án, quý vị hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline phía bên dưới. Bất động sản tiềm năng chúng tôi sẽ luôn nhiệt tình và giải đáp mọi thắc mắc cũng như câu hỏi của quý vị về thông tin của dự án. Hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.